Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc và sự hanh thông. Như quý vị cũng đã biết, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 9 âm lịch, tuổi Ất Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 9, công việc của người tuổi Ất Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 9. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Ất Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phàn nàn về vấn đề điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình tháng 9 của người tuổi Ất Mùi sẽ tốt đến mức nào? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác của người khác. Vận mệnh của người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích kết hợp với kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Dù đã bắt đầu tiến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng người tuổi Mùi vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tích việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp hỏa canh dương. Xét về thiên can, Ất âm mộc hỏa gặp canh dương kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng canh tuất cho gia chủ tuổi Ất Mùi trên phương diện sự nghiệp diễn tiến khá suôn sẻ. Tuy nhiên độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng sẽ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến con đường thăng tiến hạn hẹp đó là bởi vì lý do tuổi tác khiến tham vọng giảm sút. Gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu mà thay vào đó dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài tài tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt kim bài tài tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài tài tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi tài lộc tuổi Ất Mùi năm 2022, tài chính của người tuổi này không có quá nhiều biến động trong tháng 9 âm lịch. Tuy nhiên bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư đang ở ngay trước mắt mình, nhưng một khi bắt tay vào làm mới thấy rất khó để nắm bắt. Do đó, muốn làm giàu trong năm nay là một việc tương đối khó khăn. Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình. Nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc. Tháng này, người tuổi Ất Mùi đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân mình.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm phát huy công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Ất Mùi quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm cách giải quyết sớm cho những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Phong thủy lục tài nhắc nhở người Ất Mùi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân thật tốt, bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống, nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn xích mích với người khác, thậm chí đến mức độ động chân động tay thì bạn sẽ dễ trở thành người bị tổn thương. Các gia chủ Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên nếu còn đơn độc, vẫn rất khó có được. Tuy nhiên nếu còn đơn độc, vẫn rất khó để đến được với một ai đó, dù cố gắng mở lòng nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Tháng này quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi bạn cần chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Ất Mùi trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 9 năm 2022, tức ngày 3 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 9, tức ngày 15 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 9, tức ngày 8 tháng 10, dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 9, tức ngày 20 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sức mạnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Ất Mùi trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.